Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hatchback và chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về và đã dọn dẹp xong hết rồi, tất cả rồi, chỉ việc chờ quý vị và các bạn đến mua chiếc xe này, sang tên chính mình để lăn bánh thôi, hoặc là có thể cứ thế là đi thôi ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này, xem chất lượng chiếc xe này sau 5 năm sử dụng thì còn đẹp như thế nào. Thì sau đây mời quý vị và các bạn. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe bằng cách là chúng ta hãy đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe này có bị đâm đụng hay bị va chạm gì hay không, nước sơn còn đẹp hay không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi nào, chúng ta cùng bắt đầu tiến hành đi một vòng quanh xe thôi ạ. Đấy, trước tiên thì quý vị và các bạn thấy xem qua về cái phần nước sơn đã. Trời rất là nắng ạ. Trời nắng mà quay video ở dưới trời nắng như thế này thì nếu như nền xấu hay là nước sơn nó xấu thì nó sẽ lộ hết ra đây ạ. Quý vị và các bạn càng dễ xem ạ, càng dễ phát hiện là xe đẹp hay xe xấu đấy ạ. Đấy thì là tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất đã. Trước tiên thì quý vị các bạn thấy đây ạ, đây là cái phần nước sơn. Nước sơn thì rất là đẹp rồi. Tuy có một vài chỗ xước sát nhỏ nhẹ thôi, chúng tôi cũng đã sơn và đánh bóng rồi. Chứ còn nếu như để nguyên mà không sơn đi thì nó cũng xước sát. Vì quý vị các bạn biết đấy ạ, đường ở Hà Nội này thì không thể tránh được cái việc xước sát ạ. Nhưng mà xước sát nhỏ nhẹ thì cái điều đấy là cho phép ạ. Chứ còn nếu như đâm đụng tai nạn nặng thì chúng tôi không mua những chiếc xe đấy đâu ạ. Đấy, quý vị bạn thấy nhìn về cái phần nước sơn này. Nhìn về cái mặt cabo này thì quý vị bạn thấy lại nước cái sơn cabo này còn zin. Đấy, nền chưa có bị gồ ghề thế nào cả, thì là chưa có bị đâm đụng gì cả, chỉ xước sát nhỏ nhẹ thôi. Và nhìn qua về cái phần ba đợt sốc trước thì quý vị bạn đã thấy được luôn, cái đèn này rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị đèn bi xenon. Đấy, đây là cái cặp đèn bi xenon của chiếc xe, còn rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Và dưới của nó là cái đèn gầm và là đèn xi nhan. Đèn gầm nguyên bản nó chỉ có cái đèn xi nhan này thôi này, xi nhan và đèn gầm này. Chủ xe đã độ thêm cái phần led đây, đây là cái phần đèn led này, khi bật đèn lên là cái đèn led này nó sẽ sáng này, đây đèn led mà chủ xe độ thêm đấy. Đấy, đấy là những cái phần mà chủ xe độ thêm, thì tôi sẽ giới thiệu về phần độ thêm, còn nguyên bản nó chỉ có cái đèn gầm thôi. Và đã được trang bị cảm biến trước sau đầy đủ, hay còn gọi là cảm biến quanh xe đấy, vì bốn góc đều có cảm biến rồi. Đấy là nguyên bản của nhà sản xuất đấy. Ở cái phiên bản Mazda hatchback thì đã được full option rồi. Cùng đời, cùng năm sản xuất, nhưng mà cái phiên bản hatchback bao giờ cũng đắt hơn những cái phiên bản sedan đấy ạ. Quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện này. Đây ạ. Quý vị các bạn thấy ạ, xi nhan được tích hợp lên gương nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đây, cái cánh cửa này có đôi phần xước sát nhỏ nhẹ thôi nhé, chúng tôi để yên vì là cái cánh cửa nó chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì nặng, nó nhẹ thôi thì chúng tôi sẽ để yên ạ. Và dàn lốp theo xe vẫn còn và còn rất dày, quý vị các bạn thấy đây ạ, chiếc xe mới lăn bánh được hơn 4 vạn một chút thôi. Và đây là cái dàn lốp nguyên bản theo xe đây, còn rất là dày. Đết lốp là sản xuất năm 2015, quý vị các bạn xem nhé. Đấy, năm 2015 này, chiếc xe được sản xuất năm 2015 và cái đết lốp của nó là tuần thứ 20 năm 2015 đấy ạ. Đấy, nó hơi ngược tí nhưng mà xem được luôn là 2015 ạ. Để thấy được cái chất lượng nó còn đẹp như thế nào. Dàn lốp rất là mới. Về cái phần sau xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến sau, gọi là cảm biến lùi rồi đấy ạ. Cảm biến quanh xe mà trước sau đều có. Đi với cảm biến quanh xe thì xe cũng đã có cả camera lùi rồi. Đấy, cho nên là nếu như anh em nam mới lái hoặc chị em phụ nữ lái những chiếc xe này thì quá ok, tại vì là có cả cảm biến quanh xe này.
camera lùi này. Đấy, phiên bản Mazda 3. Và cái cặp đèn hậu cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Rất là đẹp luôn. Và cái phiên bản hatchback thì quý vị các bạn thấy đấy, phiên bản hatchback thì nó sẽ có thêm cái phần gạt mưa ở cửa sau. Rất là đẹp, quý vị các bạn nhìn thấy cái nước sơn đã thấy nó đẹp rồi đúng không ạ? Nếu như đâm đụng va chạm mà làm lại thì nền nó không bao giờ được căng được mịn như thế này nữa đâu. Đấy, sang xịn mịn là có thật ạ. Lốp rất là mới. Phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị cửa sổ nóc rồi, cửa nóc đấy ạ. Và cái tem đăng kiểm thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Phí đường bộ và tem đăng kiểm hạn còn rất là dài ạ. Đến tháng 4 năm 2022 cơ ạ, còn rất là lâu. Kể cả phí đường bộ, tem đăng kiểm còn rất là dài nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì có thể yên tâm tuyệt đối. Thứ nhất là chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2015 như chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Để cho quý vị và các bạn nếu như quý vị và bạn còn đang phân vân một vài dòng xe khác thì chúng tôi vẫn mời quý vị và bạn qua lái thử để trải nghiệm, để có cái so sánh, để có cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất của chiếc xe và cái option bên ngoài của chiếc xe. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Bắt đầu bước vào cái khoang lái của chiếc xe thì chúng ta quan tâm việc đầu tiên là xem là keo chỉ của cái cánh cửa lái có còn đẹp hay không đã nào, còn zin hay không đã nào. Tại vì cái cánh cửa lái là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Đấy, thì chúng ta phải xem nó còn đẹp hay không, keo chỉ còn zin hay không đã nào. Tất cả là còn zin luôn đấy quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và không mất một phân keo chỉ nào cả. Đó. Và cái gương chiếu hậu cũng là gương gập điện rồi nhé. Đây là cái cụm điều chỉnh gương lên xuống kính của chiếc xe đây ạ. Và táp bi cửa thì rất là đẹp rồi. Ốc bản lề còn đẹp luôn, còn nguyên luôn, chưa có bị tháo ra. Đấy là cái ốc bản lề và răng cũng còn mới ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, và cái bậc cửa thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chủ xe đã lắp thêm cái bậc cửa inox này để chống xước, cho nên là cái bậc cửa này nó cũng chưa có bị xước sát gì cả, còn rất là đẹp. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa sau đây quý vị nhé, rất là mới ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi, cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chỉ có việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Đây là cái cửa nóc này, tôi mở cho cái cửa nóc này, tôi mở cái phần này ra cho nó sáng cái xe nhá. À, rất là mới này, rất là đẹp luôn. Vô lăng cần số đều rất là đẹp. Vô lăng thì đã được tích hợp các phím điều khiển này, chế độ iTop này, chống trơn trượt này, nâng chỉnh độ cao đèn này. Đấy là cái phần cánh cửa trước nhé. Sau đây thì tôi lại mở cái cánh cửa sau cho quý vị và bạn xem về cái phần cánh cửa sau, keo chỉ của cánh cửa sau này cũng còn zin hết luôn đấy ạ. Đấy, không mất một phân keo chỉ nào, chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nào luôn. Và cái phần bậc cửa thì quý vị các bạn thấy đây ạ, đã lắp thêm một cái bộ inox cho nên là chống xước ạ. Và cái phần thảm thì quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Tôi nãy tôi không quay cái đằng trước, cái thảm trước cho quý vị các bạn cùng xem, chứ cái thảm trước cũng rất là mới vì chủ xe rất là cẩn thận này. Dùng hai bộ thảm nhé, dùng hai bộ thảm cho nên là cái bộ thảm nguyên bản của xe là bên dưới rất là sạch, rất là mới luôn. Đấy, tôi quay sát lại cho quý vị bạn xem này, đây là cái phần thảm bên dưới này rất là mới, còn cái bộ thảm trên là cái bộ cao su lắp thêm. Đấy, mua thêm cho nên là quý vị các bạn thấy được chủ xe cẩn thận như thế nào rồi đấy đúng không ạ. Đây là cái phần ghế sau này,
phần ghế sau thì rất là sạch sẽ, rất là mới luôn. Vì là cái phần sau này thì thường là ít người ngồi hơn, đa số là có người ngồi thì hay ngồi hàng ghế sau. Sau đây thì tôi lại bước lên xe để cho quý vị các bạn xem về cái phần option của chiếc xe này. Đầu tiên tôi phải bật cái đồng cái start top lên để cho nó có điện cho quý vị bạn xem đã này, xem chiếc xe này lăn bánh được chính xác là bao nhiêu. Đây, đồng hồ công tơ mét là 42 km rồi đối với quý vị và các bạn ạ, 42 km. Và đầu thì đã có đầu DVD, đây là cái màn hình đây. Tôi đang mở cái đĩa DVD nhá. Đầu đĩa là bên dưới này, trên là cái màn hình thôi, chứ đầu đĩa là nó ở bên dưới này thôi. Đấy, quý vị các bạn thấy nó ở sau trong cái hốc này. Đầu này, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động. Và Mazda thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, thiết kế một cái màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện. Và cái cụm điều khiển của nó lại ở bên dưới này, rất là tiện lợi. Vừa đi mình có thể điều chỉnh tay phải mình, tay trái mình vẫn cầm vô lăng, mà tay phải mình có thể điều chỉnh cái màn hình này, rất là tiện lợi. Và đặc biệt là cái tay phanh cần số này, quý vị bạn thấy nó còn nguyên ạ, chưa có sửa chữa, chưa có làm lại gì cả. Đấy, rất là tiện lợi. Và đặc biệt là rất nhiều chị em đi những chiếc xe này có hay có con nhỏ đấy, các cháu thì rất thích cửa nóc nhá. Đấy, đây là cái phần cửa nóc, tôi sẽ mở cái cửa nóc ra cho quý vị bạn xem. Đây là cái phần cửa nóc, nhìn rõ hết bầu trời, rất là đẹp. Hoặc là chúng ta có thể đóng lại. Đấy, chúng ta có thể đóng lại cái cửa nóc này. Đấy, vẫn nếu như để thế này thì vẫn lấy được ánh sáng. Còn mà chúng ta có thể nắng thì chúng ta phải kéo lại như này. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa, cái phần trần này rất là sạch, rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Đấy, chủ xe đi phải nói là rất giữ gìn thì là cái trần nó mới đẹp như thế này, nó mới mới như thế này. Quý vị các bạn nhìn những cái phần nhựa này, rồi những cái phần nỉ trần này, mới chưa? Rất là mới đấy ạ. Đấy, đầu DVD. Tôi tạm thời tắt cái điện này đi, không là lúc nữa là không nổ máy là nó sẽ bị hết ắc quy. Tắt hết những cái hệ thống đèn đóm đi, tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và bạn lần lượt. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là nó hơi bẩn một chút quý vị các bạn nhé. Bẩn thôi chứ keo chỉ còn nguyên đấy, không mất một phân keo chỉ nào đâu. Xe rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất luôn. Chiếc xe được sản xuất năm 2015. Và đây là cái phần cánh cửa trước bên phụ ạ. Cánh cửa trước bên phụ cũng được thiết kế là bấm mở cửa đây quý vị và nhé. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa hai cánh cửa trước ạ. Chúng ta sẽ xem về cái phần cánh cửa nào. Đầu tiên là xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa này đã. Cánh cửa này cũng mở nhiều sau cánh cửa bên lái thôi ạ. Đấy, thì chúng ta phải xem kỹ hơn. Keo chỉ còn nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc bản lề này, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và bạn nhé. Tem này, số khung, số máy này. Đấy, đây là cái phần bậc cửa đây, chủ xe đã lắp thêm cái phần inox này chống xước rất là đẹp. Và đây cái phần thảm đây, tôi quay bên này, tôi quay cho quý vị bạn xem thảm nguyên bản của xe đây còn rất là mới nhé. Đấy, riêng cái bộ thảm nguyên bản này còn rất là mới. Điều này chứng tỏ thấy là chủ xe cẩn thận đến cỡ nào rồi, chủ xe phải giữ gìn như thế nào rồi, lắp thêm cái bộ thảm cao su. Đấy, ghế này rất là đẹp, ghế bên phụ đẹp vì ít người ngồi thôi, vì chủ xe này có khả năng hay đi một mình nên là rất là đẹp. Tablo cũng rất là đẹp đẽ này, rất là mới luôn. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn nguyên. Đấy, đây là sách hướng dẫn sử dụng nhé, vẫn còn nguyên luôn này, rất là đẹp. Đấy, và đây là cái phần cốp sau của xe. Cái phần này cũng là được mọi người đặc biệt quan tâm, chúng tôi cũng rất là quan tâm. Khi đi mua xe thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái phần này đấy ạ. Đấy, chúng tôi quan tâm nhiều hơn về cái phần đầu và phần đuôi của chiếc xe nhé. Tại vì sao thì quý vị và các bạn cũng biết rồi đấy ạ. Tại vì là những chiếc xe
thường là đâm đụng va chạm thì nó ở phần đầu và đuôi nhiều hơn. Đầu tiên là chúng ta quan tâm về cái phần ốc cốp sau đây này, nó còn nguyên bản như thế này đã này, ốc nguyên bản này, keo chỉ này, keo chỉ của quanh cái cốp này. Đấy. Ốc nguyên bản và keo chỉ quanh cốp này nó còn nguyên như thế này, thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì từ phía sau. Đấy, chúng ta đây là kinh nghiệm nhé, tôi là thợ, tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn mà đi mua xe cũ thì cũng phải xem về cái phần này. Ốc đã này, keo chỉ mà còn nguyên thì điều này là chiếc cốp này chưa bị tháo ra, chưa bị tháo ra thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì thì nó mới còn nguyên được ạ. Chứ còn nếu như mà đã phải tháo ra rồi thì tất nhiên là nó phải đã can thiệp vào tháo ra rồi thì nó phải có vấn đề mới phải tháo ra, chứ không ai tự dưng lại tháo ra cả đấy. Và cái phần cốp này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn, không có bị xước sát gì cả. Nếu như để đồ nhiều thì là thường cái cốp này nó sẽ bị xước sát, những cái thảm này xù hết lông ra đấy, rất là khó. Chính chiếc xe như thế này thì thường là không hay chở đồ nhiều thì là nó mới còn được mới, được đẹp như thế này đấy ạ, nó mới còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa, cái phần thảm nó cũng còn rất là mới, không có bị xước sát gì cả. Đây tôi quay sát lại cho quý vị bạn xem, nếu những chiếc xe nào mà để đồ nhiều thì là những cái chiếc vải thảm nó sẽ xù hết này, và những cái phần nhựa xung quanh này nó bị xước hết ra rồi cơ. Đây là cái phần cái kích này, cái kích còn chưa dùng tí nào cơ, kích chưa dùng như tí nào thì là chắc chắn là cái lốp xe cua này sẽ còn nguyên đấy. Để cho quý vị các bạn xem thảm rất là đẹp, rất là mới luôn. Rồi, và tôi sẽ mở cái phần này lên để cho quý vị bạn xem về cái phần lốp xe cua. Đây, lốp xe cua thì quý vị bạn thấy chưa, còn rất là mới đấy ạ. Cái vạch sơn xanh của nó vẫn còn đây này. Điều này là chứng tỏ là cái lốp này còn chưa dùng tí nào cơ. Đấy, đây là cái phần lốp xe cua nhé. Lốp xe cua còn nguyên bản này, chưa dùng tí nào, kích cũng còn nguyên. Và đây là nãy tôi giới thiệu về cái đèn gầm cho quý vị các bạn xem đấy ạ. Đây chính là cái nắp đèn gầm nguyên bản của xe đây, mà chủ xe đã tháo ra, độ vào đó là một cái nắp mới. Và nó có đèn LED, đấy, đèn LED đi kèm luôn cho chủ xe độ. Nhưng chủ xe độ cũng phải giữ lại cái nắp này, vất ở đằng sau cốp đây. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận ạ. Để cho những ai mua chiếc xe này về mà muốn về lại nguyên bản thì lại có luôn đấy ạ. Không sợ, không phải đi mua những cái này, vì là nếu như vất đi rồi thì muốn về lại nguyên bản nó rất là khó, hoặc là lại phải đi mua những cái tấm nhựa này. Chắc lúc này thì quý vị và các bạn cũng đang quan tâm đến cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó chính là cái khối động cơ của chiếc xe, đúng không ạ? Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái khối động cơ này. Nhưng mà khoan giới thiệu về cái phần động cơ, tôi cũng mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về xem chiếc xe này có bị đâm đụng hay va chạm gì không đã. Bằng cách là đầu tiên chúng ta xem về cái ốc cabo của xe đây ạ. Cái ốc cabo nó còn nguyên bản như thế này, keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, từ ốc cabo nguyên bản đến keo chỉ còn nguyên bản như thế này thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả đã. Chúng tôi đi xem xe, đầu tiên tôi cũng xem đầu xem đuôi kỹ hơn đấy, để xem nó có bị đâm đụng hay không đã. Ốc giảm sóc này, đến ốc tai này, ốc xương đầu này, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, nếu như nó nguyên bản thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Sau đó thì tôi sẽ mời quý vị bạn xem về đến những cái ốc chân máy. Ốc chân máy này nếu như sử dụng nhiều rồi thì quý vị bạn nhé là phải tháo ốc chân máy để thay cao su chân máy. Đây là cái phần cao su chân máy. Nếu như dùng nhiều rồi chúng ta có thể tháo ra để thay cao su chân máy là chuyện bình thường. Nhưng chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 4 vạn km thôi, cho nên nó còn rất là mới và còn nguyên bản hết đấy ạ. Quý vị bạn nhìn thấy nó mới không ạ? Đấy, rất là mới này. Đây là tôi mở cái nắp cho quý vị bạn xem luôn. Nó hơi bụi một chút nhé, đây là bụi của cái bông thôi chứ còn đấy, bụi của cái bông của cái nắp này thôi, chứ còn là máy móc này rất là mới này. Các ốc mặt máy này còn nguyên bản hết đấy. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết cho quý vị và các bạn luôn, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản hết đấy, rất là mới, rất là đẹp. Quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này luôn đấy ạ, vì không bị ngập nước đâu, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản hết, tất cả các ốc còn nguyên bản hết đấy. Đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 Hatchback 2015 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 85 Tố Hữu. Ở đường Tố Hữu thì số nó hơi lung tung một chút, nếu như trên định vị thì đánh số 85 là dẫn tới cửa hàng chúng tôi luôn ạ. Để quý vị và các bạn có thể xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 Hatchback 2015 này ạ.
Quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.